tôi đang có mặt tại đình Duyên Yên, hay còn gọi là đình Lở, ở thôn Duyên Yên, xã Ngọc Thanh, huyện Kim Động. Đây là ngôi đình cổ, có niên đại hơn 200 năm tuổi, thờ 4 vị thành hoàng làng, đã có công đánh giặc, dạy dân cày cấy làm ăn. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, làng Duyên Yên dù bị ép giữa hai gọng kìm đồn bốt của giặc Pháp là bốt Ngọc Đồng và bốt Dốc Lã, nhưng tại đình vẫn thường xuyên diễn ra các hội nghị quan trọng của huyện và tỉnh. Đình còn là trụ sở để chỉ huy bộ đội chủ lực và dân quân du kích đánh địch trên đường giao thông chiến lược 39A và đê sông Hồng trong các trận đánh phục kích chống địch càn quét từ thị xã Hưng Yên lên và từ sông Hồng đổ quân vào. Với những giá trị đặc sắc về lịch sử và truyền thống cách mạng, từ lâu đình Duyên Yên đã trở thành điểm đến tham quan, một địa chỉ du lịch văn hóa tâm linh hấp dẫn, nơi giáo dục truyền thống cách mạng trực quan cho các thế hệ tiếp nối trên quê hương xứ Nhãn. Sử sách cũng như qua lời kể của các cụ cao tuổi làng Duyên Yên, xã Ngọc Thanh, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên, những năm xa xưa vùng đất này thường xuyên xảy ra nạn vỡ đê, lũ lụt, làm lở đất, mất mùa, khiến người dân phải phiêu bạt đi khắp nơi để kiếm sống. Vì thế từ cổ xưa vùng đất này có tên là Lở. Thấu hiểu nỗi khổ của người dân nơi đây, triều đình đã cử An Sinh Vương Trần Liễu bày cho dân đắp đê ngày một vững chắc hơn, chiêu tập người dân tản mát ở các nơi trở về quê làm ăn sinh sống. Để khuyến khích người dân bám đất bám làng, ngài còn lệnh cho chức dịch bản địa cấp tiền bạc ruộng đất để người dân canh tác, sớm thoát khỏi cảnh đói khát tha phương khổ thực. Nhằm tri ân công đức của ngài, người dân nơi đây đã đổi tên từ làng Lở thành ấp An Sinh. Để phù hợp với tình hình thực tế với từng giai đoạn lịch sử, ấp An Sinh sau đó được đổi thành Vĩnh Thọ, Duyên Thọ và sau đó là làng Duyên Yên đông đúc trù phú ngày nay. Theo thần tích sắc phong và qua lời kể của các vị cao niên trong làng, đình Duyên Yên hay còn gọi là đình Lở được xây dựng để tôn thờ 4 vị thành hoàng làng có công với làng với nước. Trong đó có một vị là nhân thần, đó là An Sinh Vương Trần Liễu. 3 vị là thiên thần gồm Đức Thiên Bồng Phong Lôi Đại Vương, Đức Thiên Trung Quảng Tế Đại Vương và Quốc Vương Cương Vực Đại Vương. An Sinh Vương Trần Liễu sinh năm 1211, là thân phụ của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn, người anh hùng dân tộc văn võ song toàn, đã lập nhiều chiến công hiển hách, 3 lần đánh thắng quân Nguyên Mông. An Sinh Vương Trần Liễu qua đời năm 1251, thọ 41 tuổi. Theo văn bia, văn tế còn lưu giữ tại đình, ngày giỗ của ngài là ngày 18 tháng 10 âm lịch. Ngài được suy tôn là Anh Linh Hiển Ứng, sau đó còn được truy phong là Khâm Minh Đại Vương. Đối với Đức Thiên Bồng Phong Lôi Đại Vương, ông là một vị tướng có vóc dáng cao lớn, võ nghệ cao cường, được An Sinh giao cho huấn luyện đội dân binh, dạy cho dân biết võ thuật và cách bài binh bố trận. Thời đó, tất cả vương hầu chức dịch lớn nhỏ đều phải thành lập đội dân binh dưới quyền theo chính sách tĩnh ư dân, động ư lính. Dịch nghĩa, lúc yên là người dân cày, khi có biến người dân trở thành người lính cầm vũ khí giữ làng, giữ nước. Đối với Đức Thiên Trung Quảng Tế Đại Vương, ông là người am hiểu tứ thời, bát tuyết, phong vũ, hàn nhiệt, được An Sinh Vương giao cho việc mở mang nghề trồng trọt, dạy dân cách cày cấy, biết cách phòng chống mưa bão, lụt lội, hạn hán, vượt qua những thử thách khắc nghiệt của một vùng chiêm trũng luôn bị thiên tai đe dọa. Đối với Quốc Vương Cương Vực Đại Vương, vốn là người có phong thái hào hoa, khoan thai đĩnh đạc, thông hiểu sách sử của tiền nhân, An Sinh Vương giao cho ông chăm lo việc học hành lễ giáo,
dạy cho dân về trung hiếu tiết nghĩa, tam cương ngũ thường. Cả bốn vị đều được nhân dân trong làng vô cùng kính trọng và tôn thờ tại đình Duyên Yên. Trải dài theo thời gian, do sự xâm hại của thiên nhiên, đặc biệt là do chiến tranh tàn khốc, ngôi đình cổ năm xưa chỉ còn trong sử sách và trong ký ức của lớp người cao tuổi trong làng. Ngôi đình đang hiện hữu là kết quả của sự quan tâm của chính quyền các cấp, các cơ quan chức năng, đặc biệt là sự đoàn kết chung tay góp của góp công của các thế hệ người dân Duyên Yên và các nhà hảo tâm. Đình làng tôi đấy, theo các cụ kể lại đấy, được đặt trên vị trí tức là tụ thủy. Tụ thủy là cái gì? Nó nghĩa là tụ linh, tụ phúc. Trong những cái tụ đó là tạo thành cái sự may mắn của làng tôi. Các cụ ngày xưa gọi đình đảo bởi vì là cái làng Duyên Yên là nằm trên cạnh đê sông Hồng, 18 năm vỡ đê liên tục của thời Nguyễn, cho nên là đình làng Duyên Yên rất nhiều lần di chuyển. Căn cứ vào những cái bút tích của các cụ để lại ở đình thì chúng tôi có thấy rằng là đình làng Duyên Yên là được kiến trúc chủ yếu là đời Lê và đời Nguyễn sau này. Vào năm 1925, tức là năm Khải Định thứ 10, thể hiện ở trên cái cây nóc của đình là dân làng lại phải di chuyển đình vào cái vị trí như hiện nay. Cái đình làng này cụ Tăng Bảo Hoành trước đây là phụ trách khảo cổ học của tỉnh Hải Hưng, của nó là chưa đâu có cái đình to cao như thế này. Đình Duyên Yên là ngôi đình cổ được xây dựng vào năm 1786 trên khu đất cao ở giữa làng, gồm Nghi Môn, Đại Bái và Hậu Cung. Nghi môn đình Duyên Yên được xây dựng khá bề thế, được thiết kế bao kín phía trước sân đình theo dạng trụ biểu, đế trụ thắt bồng, thân cột vuông. Trên thân khắc câu đối bằng chữ Hán với nội dung ca ngợi các vị thanh hoàng làng. Cửa phụ nghi môn được thiết kế hai tầng, mái đao hình vân cuộn. Phía bên ngoài cửa phụ đặt hai cột trụ nhỏ, đắp bốn con phượng trụm đuôi vào nhau. Trung tâm sân đình đặt một bức bình phong làm kiểu cuốn thư, trang trí lưỡng long chầu Nhật bên trên. Hai bên là biểu tượng phượng hàm thư, ở giữa đắp nổi ba chữ Hán, phúc, lộc, thọ. Trong cái khuôn viên của đình làng đặc biệt có hai cái cây đa do Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu về thăm và chúc Tết nhân dân, và đồng thời dòng cây đa lưu niệm tại ở đình này. Còn cái cây đa thứ hai là của cụ Trần Đình Hoan, nguyên ủy viên Bộ Chính trị. Qua sân đình là tòa đại bái. Tòa đại bái đình Duyên Yên gồm 5 gian với diện tích trên 300 m². Từ trên đê nhìn xuống, đình Duyên Yên chẳng khác nào một chiếc thuyền khổng lồ đang lướt trên sóng nước. Mái đình lập ngói ta, bốn góc đao lượn cong tạo góc nhọn vươn cao kiểu rồng mớm phượng rất độc đáo. Qua 5 bậc ngũ cấp được làm bằng đá xanh là hiên. Mái hiên được nâng đỡ bằng hệ thống 7 hiên và hoành mái. Toàn bộ tường trước tòa đại bái được kết cấu bằng gỗ, được mở ra bằng 5 luồng cửa. Các cửa được thiết kế theo kiểu bức bàn thượng song hạ bản, có trục xoay, cài then, đóng chốt. Bên trên làm kiểu chấn song con tiện, tạo sự thông thoáng cho di tích. Đình Duyên Yên có hệ thống khung chịu lực hoàn toàn bằng gỗ tứ thiết, chắc, khỏe. Tổng cộng tòa đại bái có 36 cột. Các cột cái và cột quân đều rất to, một người ôm không xuể. Tại gian trung tâm của tòa đại bái treo một bức đại tự với 4 chữ Hán lớn: Thiện tục khả phong. Dịch nghĩa, nơi đây giữ gìn được phong tục tập quán tốt đẹp. Bức đại tự có niên đại thời Nguyễn, được sơn son thép vàng. Phía dưới đặt nhang án thờ công đồng để tôn thờ những người có công với làng với nước. Nhang án được sơn son thép vàng, trang trí hoa văn lộng lẫy. Trên nhang án đặt một số đồ thờ tự như bát hương, chân nến, đỉnh đồng. Tại tòa đại bái còn được các nghệ nhân xưa thiết kế bài trí một số đồ thờ tự khác như đại tự, câu đối, cửa võng, bát khí, tất cả đều được sơn thép và trang trí hoa văn, tứ linh, tứ quý, rất tinh xảo. Những nét độc đáo nhất thì mời các vị để ý cho cái tảng đá cổ bồng đây.
là cái đặc biệt nhất hợp đồng tận trong linh mình trở ra bằng đường thủy mà tất cả các cái thuyền đinh để trở về để xây dựng cái tảng đá này, chuyển một cái tảng đá này từ chỗ bến sông lửa ngày thì mới vào đến đây, mà mỗi một tảng đá này phải từ 8 đến 12 người mới khánh nổi vào này. Cái bức đại tự này có từ thời Nguyễn là vật kỷ niệm rất là quý giá mà đình chúng tôi trong những thời gian địch đốt phá nhưng vẫn giữ được là của vua Tự Đức. Khi kinh lý về qua đình làng ban tặng cho làng ở riêng chúng tôi. Nối tiếp tòa đại bái là tòa hậu cung. Hậu cung của đình gồm 3 gian được thiết kế theo kiểu tường hồi bít đốc. Hai bên cửa chính là đôi phõng đá có niên đại thời Lê. Phõng được tạo tác trong tư thế quỳ trên bệ, hai tay cầm bát hương đặt trước ngực, bụng phệ ưỡn ra phía trước, mặt ngước lên, tai to. Pho bên trái búi tóc thấp hơn pho bên phải và thắt dây ở bên dưới bụng. Hậu cung là nơi trang trọng, đặt ban thờ tứ vị và được chia làm 4 cấp độ từ thấp lên cao. Tượng An Sinh Vương Trần Liễu được đặt trong khám. Tượng làm bằng đồng được tạo tác trong tư thế ngồi, đầu đội mũ rất uy nghi. Tượng do cụ Trần Đình Hoan, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên trưởng ban tổ chức Trung ương, người con ưu tú của làng Duyên Yên, cung tiến. Trong cùng là 4 cỗ ngai và bài vị thờ. Ngai chân quỳ dạ cá, thân chạm long vân, tay ngai hình đầu rồng. Trên bài vị có khắc chữ Hán, ghi tên những người được thờ. Trên ngai bài vị để hia, mũ đồng. Gian bên trái đặt nhang án gỗ sơn thép vàng, 4 góc chạm tứ quý. Đây là ban thờ 82 liệt sĩ của làng. Trên tường dựng tấm bia với dòng chữ Vạn Đại Tri Ân. Gian phải đặt một khám thờ gia tiên của 14 dòng họ trong làng. Đây là hậu cung của đình làng, có 3 gian. Được bít đốc hai đầu. Phía trung tâm ở giữa đấy là thờ 4 vị thần hoàng làng. Và 4 cái cỗ ngai này nó là cái cổ vật còn lại sau khi địch đốt làng thì chúng tôi còn giữ được những cái đó. Dưới các bài vị là có tượng của Trần Liễu. Dưới tượng của Trần Liễu trong cái khám gỗ còn có đính đồng và cái bát hương đồng cổ. Trong hậu cung này có 2 kỳ tiệc, mùng 10 tháng 3 và 18 tháng 10. Trước khi mở lễ thì có tổ chức là tế thần hoàng làng trước tại hậu cung mà đưa từ ngoài rước vào. Và chỉ có làng Duyên Yên này và cái phong tục tập quán và đồng thời cái nghi lễ tế tam giao của ba tuần rượu đấy là của cung đình Huế là truyền bá lại về đến đất của Duyên Yên. Chỉ có làng Duyên Yên với có cái phong trào tế và tầng tam giao như thế này. Ngoài các hiện vật cổ vật kể trên, đình Duyên Yên còn lưu giữ được một tấm bia đá cổ thời Nguyễn có niên đại năm 1925. Bia khắc chữ Hán, nội dung ghi chép lại việc những người đã công đức tu sửa đình. Ngoài ra còn 3 văn bia, bia ký ghi công đức ngày giỗ của các vị thành hoàng làng. Điều đặc biệt, trải qua hơn 200 năm, với thời tiết thiên nhiên khắc nghiệt, lụt lội diễn ra liên miên, chiến tranh vô cùng tàn khốc, nhưng các thế hệ người dân nơi đây vẫn đoàn kết bên nhau, bảo vệ, lưu giữ gần như nguyên vẹn các bản văn tế chữ Hán có niên đại hàng trăm năm. Với những giá trị đặc sắc, ngày 23 tháng 8 năm 2004, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin, nay là Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, đã ký quyết định số 78 xếp hạng đình Duyên Yên, xã Ngọc Thanh, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên là di tích cấp quốc gia. Đây là 2 cái giáp gỗ. Trong cái giáp gỗ này là chứa các cái văn tế của đình làng. Và 2 cái tầm này là ghi bằng chữ Hán. Từ đời xa xưa, từ ngày khai thiên lập địa, may ra mà còn giữ lại, lưu lại được các cái quyển này để làm cái gốc cho các thế hệ sau này biết cách để làm những cái văn tế thần hoàng làng. Cái này là cũng là cái bằng chứng mà gốc tích của ngôi đình cổ chúng ta ngày xưa và cho đến lưu giữ đến ngày này. Khi lập đình làng phải tế thần là hoàng làng thì phải có văn tế, thì đình làng có từ bao giờ thì chắc hẳn là cái văn tế này sẽ có từ bây giờ. Và cái quý giá hơn nữa là làng còn giữ lại được một cái chân ngọc. Để gìn giữ và phát huy những giá trị của di tích, thông qua đó để giáo dục truyền thống cho các thế hệ tiếp nối,
Hàng năm, lễ hội được tổ chức vào ngày 18 tháng 10 âm lịch. Lễ hội chính Đình Duyên Yên được tổ chức 5 năm một lần vào ngày 10 tháng 3 âm lịch với quy mô lớn, với nhiều hoạt động đặc sắc. Đặc sắc trong phần lễ là nghi lễ rước kiệu Long Đình. Kiệu Đức Thánh được rước từ đình làng lên đền Đông Từ Linh và rước quay trở lại. Nghi lễ rước kiệu thu hút hàng nghìn người dân trong làng và du khách tham dự. Sau lễ rước là phần tế dâng hương, dâng hoa, dâng các vật phẩm và các đặc sản của địa phương lên các vị thần. Thực hiện theo cái quy ước của làng thì cứ 5 năm thì làng lại tổ chức mở lễ hội một lần với một cái quy mô rất là lớn tại cái di tích đình làng này vào ngày 10 tháng 3. Thế mà để tổ chức được một cái lễ hội với một quy mô lớn như vậy thì chúng tôi phải huy động toàn bộ lực lượng cán bộ và nhân dân trong thôn cùng tham gia. Bởi vì là qua cái lễ hội thì chúng tôi có thể hiện được cái niềm tri ân, biết ơn sâu sắc đến với các vị thành hoàng làng đã là những người đã sáng lập ra làng Duyên quê tôi và các cái bậc tiền nhân. Đấy, bởi vì trong đình của chúng tôi cũng thờ cả các bậc tiền nhân và anh linh anh hùng liệt sĩ, cho nên là qua đó thì cũng mang cái tính đậm nét văn hóa và cái tính giáo dục rất là cao đối với lại các thế hệ đương thời và các thế hệ mai sau. Và ngoài đó thì chúng tôi cũng mời bà con, các ông các bà là những người con xa quê của quê hương và quý khách thập phương cùng đến dự. Song song với tổ chức phần lễ bài bản, chu đáo và trang nghiêm, phần hội cũng được địa phương chuẩn bị trước hàng tháng với nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ, các trò chơi dân gian hết sức sôi động như hát quan họ trên thuyền, chọi gà, bịt mắt bắt vịt, bịt mắt đập niêu. Song có lẽ đặc sắc hơn cả là trò chơi đu. Chơi đu cũng chỉ là một trò chơi dân gian vui khỏe, có tính giải trí rèn luyện sức khỏe. Trong những ngày lễ, thông qua trò chơi còn mang ý nghĩa phồn thực. Người dân muốn gửi đi một thông điệp, cầu mong cho già trẻ, gái trai, tất cả người dân trong làng luôn khỏe mạnh, dẻo dai, cầu mong một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu. Hầu như là trẻ già trai gái ai cũng có quyền tham gia mà ai cũng thích cái cây đu này. Từ lúc 7-8 tuổi là tôi đã rất thích tham gia cái môn đánh đu này rồi, vì nó là truyền thống của quê hương từ bao đời nay rồi. Còn bây giờ thì tuy rằng năm nay cũng gần 60 rồi đấy, thế nhưng mà năm nào cũng đánh, đánh kiểu là cứ có đu là đánh, cảm tưởng không đánh được cái cảm giác nó cứ bâng khuâng, nó như lẻo, nó nhớ lắm. Tổ chức cái trò chơi dân gian của chúng tôi thì đặc biệt đó là có cái truyền thống là đánh đu. Đánh đu này thì có rất từ lâu đời, thì từ xa xưa lắm rồi thì mà chúng tôi vẫn cứ duy trì cho đến ngày hôm nay, và chúng tôi cũng sẽ cố gắng là duy trì và phát huy lễ hội này để truyền lại mãi mãi cho về sau này. Trải dài theo thời gian gần 220 năm kể từ khi xây dựng, đình Duyên Yên không chỉ là nơi tôn thờ bốn vị thành hoàng làng, những người có công với dân với nước, nơi sinh hoạt văn hóa, thực hành tín ngưỡng tâm linh của nhân dân trong làng, mà còn là nơi diễn ra nhiều hội nghị quan trọng của huyện và tỉnh, là nơi tập kết bộ đội chủ lực và dân quân du kích trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ, đình được trưng dụng làm nơi cất trữ thóc gạo, lương thực cung cấp cho chiến trường miền Nam, nơi tiễn đưa lớp lớp con em của quê hương lên đường tòng quân diệt giặc, bảo vệ đất nước. Với những giá trị đặc sắc về lịch sử và truyền thống cách mạng, ngày mùng 2 Tết Nguyên đán Kỷ Mão năm 1999, nhân dịp về thăm chúc Tết Đảng bộ và nhân dân Hưng Yên, đồng chí Lê Khả Phiêu, khi đó là Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đã về dâng hương tại đình Duyên Yên và đã có cuộc trò chuyện với nhân dân và lãnh đạo địa phương. Tại đây, đồng chí Lê Khả Phiêu đã trồng một cây đa lưu niệm. 25 năm đã trôi qua, cây đa năm xưa giờ đã trở thành một phần sinh khí vô cùng quan trọng của người dân trong làng và là niềm tự hào của các thế hệ người dân Duyên Yên. Cái công tác bảo tồn thì đã thường xuyên được Đảng ủy quan tâm chỉ đạo, và Ủy ban nhân xã chúng tôi thì hàng năm đã dành những cái kinh phí nhất định và cái huy động cái nguồn xã hội hóa để duy tu bảo tồn di tích của đình thôn Duyên Yên này. Trong thời gian tới chúng tôi vẫn tiếp tục đầu tư những cái phần kinh phí để lưu giữ công trình kiến trúc trong đình mãi mãi được trường tồn với thời gian. Với những giá trị đặc sắc về lịch sử, truyền thống đấu tranh cách mạng, với những giá trị vật thể và phi vật thể ẩn chứa trong lòng ngôi đình, hy vọng đình Duyên Yên, một ngôi đình cổ
thuộc xã Ngọc Thanh, huyện Kim Động sẽ tiếp tục trở thành điểm đến tham quan, một địa chỉ du lịch văn hóa tâm linh hấp dẫn, nơi giáo dục truyền thống cách mạng trực quan cho các thế hệ tiếp nối trên quê hương xứ Nhãn.